Mến chào tất cả các bạn và quý bà con đã trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay thì mình sẽ trả lời cho các bạn một cái câu hỏi là khi mà mình trồng gần trong bao các bạn thì thu hoạch á là từ ngày gieo đến bà cái ngày trồng của mình á đến ngày thu hoạch á là nó được khoảng là bao nhiêu một ký cho một bao nha mọi người ha. Thì cái câu hỏi này thì rất là nhiều bạn hỏi mình cũng rất lâu rồi nhưng mà mình không có trả lời được vì cái lý do các bạn nó rất là khó trả lời. Nếu như là mình trả lời nó không có chính xác á thì các bạn sẽ comment nói mình các bạn. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một cái video mình trả lời cho các bạn ha. Thì nó rơi tầm từ 1 kg cho đến 3 kg cho một bao nha các bạn ha. Nhưng mà các bạn là phải đảm bảo được những cái yếu tố này. Thì bây giờ thì mình sẽ quay lại cái camera để cho các bạn xem và mình chia sẻ ha. Rồi thì đây là một cái bao gừng nha mọi người ha. Thì mình cũng đã chuẩn bị để mình chia sẻ cho các bạn á. Và các bạn xem sơ cây gừng của mình nè. Thì cái điều kiện mà để mà đạt từ 1 kg đến 3 kg cho một bao á thì đầu tiên á thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái cách trồng gừng trước ha. Thì đầu tiên thì mình sẽ kiếm một cái bao xi măng hoặc một cái bao như thế này nha mọi người. Để là mình trồng ha. Và cái quan trọng tiếp theo đó chính là mình phải chọn được cái giống gừng. Thì cái giống gừng ở đây thì nó có rất là nhiều loại. Một là gừng ta nè các bạn, hai là gừng xé nè, ba là gừng trâu nè, và những cái loại gừng khác thì mình chỉ nêu là ba cái thôi. Thì khi mà mình trồng gừng á thì cái giá thể của nó các bạn mà để mà đảm bảo từ 1,5 kg đến 3 kg á thì nó cần cái giá thể như thế này. Một á là cái phân chuồng quay mục, hai á đó chính là cái đất sạch, và ba nữa đó chính là cái giá thể là sơ dừa hoặc là cho chấu ha nha mọi người ha. Nhưng cái giá thể thứ nhất á đó chính là cái phân chuồng quay mục á thì bạn phải ủ với núm là Chicodacma. Với cái thứ hai nữa đó chính là mình phải chọn chung cái giá thể đó chính là lân nha các bạn, có nghĩa là trong 1/3 của cái giá thể là phân chuồng quay mục thì nó phải có là 50% lân cho trong đó nha mọi người, thì nó mới là đạt chuẩn. Và tiếp theo nữa đó chính là đất sạch. Mình khi mà mình trồng gừng mà để mà đạt tới cái mức độ là năng suất cao thì mình không thể nào mình chọn một cái cục đất đại như thế này các bạn. Ở đây là mình trồng nhà nha các bạn ha, mà mình phải chọn những cái đất sạch. Đất ở đây là đất nó không được nhiễm phèn nhiễm mặn nha mọi người ha. Nó thì mình có thể là mình ra ngay chỗ mà bán giống cây trồng các bạn, thì người ta sẽ có bán cái đất sạch nha mọi người. Thì mình có thể là mình mua 1-2 bao về để mình dự trù và mình trồng cho những bạn mà trồng sân thượng á, trồng với diện tích ít á, trồng để mà trồng chơi á, để trồng mà sử dụng trong gia đình các bạn. Nó thì bạn có thể mua. Và cái thứ ba nữa đó chính là cái giá thể là cho chấu và sơ dừa. Nếu như là mình sử dụng cái sơ dừa các bạn thì mình nên mua cái sơ dừa này một bao nó tầm đó khoảng là 52.000 một bao. Là cái thời điểm này mình chia sẻ cho các bạn ha, có thời điểm nó chỉ rơi vào 30.000 thôi. Thì về mình ngâm cái sơ dừa này ở trong cái ao mà nước sạch nha mọi người ha, hoặc các bạn có thể tìm một cái nguồn nước sạch mà ngâm nó trong vòng là 7 ngày để mình xả cái độ chát của cái sơ dừa đó. Thì đó là cái giá thể của cái cách trồng gừng trong bao nha mọi người ha. Đấy, thường thì người ta sẽ trồng gừng vào cái tháng 2 nha mọi người, tháng 2 âm lịch mọi người, theo là mình thấy như vậy ha. Đó các bạn, thì ở đây là mình chia sẻ cho các bạn là cái giá thể để mà đạt chuẩn để khi mà mình thu hoạch gừng các bạn thì nó sẽ đạt từ 1,5 kg đến 3 kg. Nếu như mà mình nói nó tầm 3 kg đi, nhưng mà có nhiều bạn là trồng không đạt được cái mức độ đó thì các bạn sẽ nói mình là nói xạo nói dốc. Nó thì ở đây mình xin đính chính lại ha, thì mình muốn trồng được cái mức độ đó, cái năng suất đó thì mình phải đúng cái giá thể đó. Mà mình chưa nói tới là đến khi cái cây gừng nó bị vàng lá nữa các bạn, nó vàng lá trái lá nữa, mình phải xịt cho nó chuẩn, đúng không? Kiểu như cây này nó bị vàng lá nè các bạn, bạn thấy không? Đó. Thì làm sao mà nó đạt được cái mức độ đó? Và cái giá thể ở đây nè, mình trồng nè. Ở đây thì mình trồng nhà chơi các bạn, mình chỉ bỏ cái phân bò quay mục vô thôi, dưới đất thôi. Thì làm sao mà mình có thể nào đạt được cái mức độ đó? Cái mức độ là từ 3 kg các bạn. Nó thì bạn muốn đạt được cái mức độ năng suất đó thì bạn phải đảm bảo cái những cái yêu cầu mà hồi nãy giờ mình chia sẻ cho các bạn đó. Thì các bạn nào trồng gừng mà kinh doanh thì các bạn nên lắng nghe cho kỹ ha. Thì ở đây thì mình làm video
mình góp ý cho các bạn nào trồng mới trồng gần á, thì để các bạn có thêm cái kiến thức ha. Thì đây cũng là một cái kiến thức của riêng mình thôi, thì các bạn có thể là xem nhiều kênh, thì có nhiều người chia sẻ rất là hay, các bạn là nên xem nhiều kênh ha. Ở đây thì mình trồng dài bao ở nhà các bạn, mình tận dụng những cái bao xi măng lúc trước mình làm nhà, rồi còn bao xi măng mình để lại, bao xi măng thì mình cắt đôi ra là mình sẽ được làm hai cái đó nha, mình sẽ tiết kiệm được cái diện tích nha mọi người. Thì bạn nào có câu hỏi về cái cây gừng này đó thì cứ bình luận bên dưới đi, thì rảnh thì mình sẽ là trả lời câu hỏi cho các bạn và chia sẻ ha. Cũng như là gừng này nó bị vàng lá này thì nó trị như những cái bệnh gì, thì các bạn có thể là chụp hình gửi Zalo cho mình ha. Thì số điện thoại của mình có để ở trang chủ của cái kênh của mình đó, thì các bạn ép Zalo của mình thì gửi qua cho mình, thì mình sẽ cố gắng mình góp ý cho các bạn thôi ha. Thì ở đây thì mình góp ý thôi chứ mình không dám là mình chia sẻ những cái gì đó mà cho các bạn ha, tại vì có rất là nhiều anh chị cô chú là người ta trồng gừng rất là hay, rất là giỏi. Ở đây thì mình chỉ chia sẻ cũng như là trả lời câu hỏi cho một bạn đã bình luận trong kênh của mình là trồng gừng trong bao á, như vậy thì nó sẽ được là bao nhiêu ký cho một bao. Thì cái bao này các bạn của mình thì trồng cũng khá lâu rồi, nay cũng mục nè các bạn, cũng gần thu hoạch rồi các bạn, nó rụi nè, muốn rụi nè, và những cái cây gừng con ở dưới đây nó cũng lên nè, các bạn thấy không nè, xem. Khi mà mình xin góp ý cho các bạn ha, khi mà cái cây mà gừng mà nó bị vàng lá trái lá thì mình có thể sử dụng thằng Antracon với thằng Nativo các bạn, thì bạn cộng bạn lại bạn xịt ha, hoặc bạn có thể xịt với thằng Tin Super với thằng Nativo. Nếu như bạn xịt thằng Tin Super cho cái thằng gừng trong bao này nè, thì nếu như là cái bình mà là 20 lít thì mình sẽ đi là 15cc cộng với thằng Nativo, còn bình 25 lít thì mình sẽ là 18cc cho cộng với thằng Nativo mình xịt ha. Thì đây cũng là một cái góp ý của mình ha, thì bạn hãy nên dùng bạn xịt trên một cái bao thôi. Nếu mà bạn xịt cái thuốc đó nó thành công trên cái cây gừng của bạn, trên cái bao gừng của bạn, thì bạn hãy áp dụng cho nguyên cái khu vườn nhỏ của bạn ha. Thì ở đây thì mình góp ý cho các bạn thôi, cây gừng này nó cứ lúc lắc hoài mọi người đó. Thì một lần nữa thì mình xin chia sẻ là cái giá thể ha. Thì cái giá thể của cái gừng trong bao này thì nó sẽ gồm là 3 phần. Một là cái phân chuồng quay mục nha mọi người, mà nó có 50% lân, và phân chuồng quay mục này phải ủ với Chico Đạt Ma, nấm Chico Đạt Ma các bạn thì mới được ha. Và cái thứ hai nữa đó chính là đất sạch. Đất sạch bạn có thể mua ngoài ở tiệm bán giống cây trồng nha mọi người ha. Và cái thứ ba nữa là đó chính là sơ dừa, hoặc là cho cháu mà sơ dừa mua về là phải ngâm với nước, với cái nguồn nước sạch nó mình phải kỹ nha mọi người ha, bằng không sau này nó bị nấm bệnh á. Và khi mà cái cây này nó phát triển thì mình nên là chăm bón kỹ thì mình mới đạt được cái mức độ là từ 1 kg đến 3 kg cho một bao nhau nha mọi người ha. Ở đây mình không dám khẳng định một bao là nó bao nhiêu ký mọi người, mình nói chỉ tầm khoảng là 1 ký đến 3 ký thôi, nhưng mà nó phải đạt những cái yêu cầu mình nêu ra hồi nãy giờ thì nó mới được nha mọi người ha. Đó. Thì hôm nay thì mình cũng đã trả lời cho các bạn về cái trồng gừng, thu hoạch gừng á, là từ ngày gieo đến ngày thu hoạch thì nó bao nhiêu ký thì mình cũng đã trả lời rồi, cũng như là chia sẻ cho các bạn là cái kỹ thuật trồng gừng của riêng mình nha mọi người ha. Mình xin nhắc lại là của riêng mình không muốn là các bạn mà làm theo mình ha, mình chỉ mong các bạn xem video này với tính chất là góp ý nha. Rồi thì mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình ha. Thì các bạn cứ bình luận bên dưới, rảnh thì mình sẽ check in và trả lời những câu hỏi của các bạn nha. Rồi mình xin được mến chào.